Chapter 1. What the shit? What the vô tổ. Nhưng mà sao cái chữ loading nó cũng LGBT đấy hả? Cái thằng loading nó cũng phải màu mè, cầu vồng, các thứ. Và fuck. Mình nghe theo. Ủa cái gì đây? Nó đưa mình đi đâu đây? What the fuck? Nó đưa được mình vận động thiên thai rồi. Ô mày kìa, tao nhìn mày, tao nhìn mày nữa. Có thằng lồn nào bị lôi đi rồi. Welcome, I need your help. Sao sao tao nhìn nó giống như là mama à mami long lét ấy, kiểu giống cái gì Puppy Playtime, hình như là đúng Puppy Playtime con mẹ rồi mày ạ. Mày đâu rồi? Sao cái animation mày nhìn khắm ấy? Kiểu robot được không? Nhảy được. Nhảy được đâu. Nhìn nhìn mẹ trông này. Nhìn mày trông trẻ. Tao mày phải đi tìm mấy cái block cái kia nữa. Ô cái gì ấy? Ô, what the fuck? Biết tin linh được. Biết tin bọn nó cứ tìm được hộp kìa. Bọn nó cứ tìm được mấy cái lót kìa. What the fuck? Đi chơi. Follow blue arrow. Cái gì ấy? Đéo em. Ô, thằng kia bị bắt rồi. Sweet. À đây, đây đây đây, đứng đây, đi theo mũi tên màu xanh. Ít mẹ, mũi tên màu xanh chỉ đâu mẹ rồi. Xong rồi nhìn mũi tên trên tường ấy, xong rồi đâu nữa. Đây đây, mũi tên màu xanh này, mày nhìn mũi tên màu xanh không? À đây, đây đặt vào đây đứng rồi. Rồi. Hai hai cái rồi. Thiếu thiếu hai cái nữa. Vì mẹ tối thế. Tối thế. Tối như nó hút vậy. Nhìn mẹ. Đâu mà mày đâu? Mày đâu ơi Đức? Tao tìm ấy rồi, tao đi tìm hộp rồi. À đây đây đây. Đéo đây. Mẹ nhìn trông mờ ám thế. Trốn được vào tủ rồi, tao trốn vào tủ ấy Đức. Mày nhìn tao. Shit. Sao mày đứng vào đây? Có cái đường xuống đây à? Đấy, đường hầm này. Đây có cái thang xuống dưới này. Mày đi lại vào cái phòng ấy có cái thang này. 23 rồi. 23 cái rồi. Ui nhìn nhà thằng kia bị bắt rồi. Thằng kia bị bắt rồi Đức. Ê, cái gì? Đâu 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 đâu.
Tao biến thành hộp rồi. Tao biến thành cái hộp rồi. Ui đỉnh ra to đấy. Nó mới sạch lẻ à. Tao biến thành hộp rồi Đức. Đâu rồi đâu rồi. Nó vừa đi qua tao đấy ạ. Đó. Đó này. Nhìn mẹ còn một cái hộp nữa. Một cái nữa đâu. Đây tao. Biến mất rồi. Rồi Đức. Còn một cái hộp nữa thôi Đức. Đi tìm cái một hộp đi. Đi mẹ. Không tìm được hộp là nó bú mình đấy. Tao tao kiểu. Nhưng mà mày tìm. Đi tìm hộp đấy. Đi mẹ cái gì đây. Tao đi đi. À đây rồi. Đây rồi. Cái hộp cuối cùng rồi. Tao nhìn cái hộp cuối cùng rồi đúng. Có thằng Kulu Wack nó đang cầm về. Đi mày ăn đi quả đi. Tao thở đi con đấy, đi mẹ. Đó. Là giọt mạng của tao hay là nó bị mẹ nó bị lag ấy? Là do mạng nó bị lag. Mạng tao có 124 rồi. Ô kìa đâu. Ôi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ôi đỉnh cả cộng 50 sàng nữa. Đỉnh cao. Cái sàng này để làm đéo em. Ôi đi sàng này để dùng Dragon Quest. Kiếm kiếm skin đúng không ạ? Ui dồi ôi, có một thằng. Ui dồi ôi, bốn thằng đi rồi. Bốn thằng vĩnh biệt rồi Đức. Ê đi ngủ đi. Đi ngủ. Đi ngủ được rồi. Lên giường trên đi. Giường trên kìa. Chui vào đây. Tìm gói đồ ăn. Ôi thế sao? Tính nghĩa sao? Vĩnh viễn và ăn thôi. Đi vào tao kiếm được 7 7 tỷ quá rồi Đức. Nó bắt tao rồi. Đéo đi. Tao rồi. Vãi lìn, tao kiếm được 7 gói cơ mà Đức. Tao cầm 7 gói, tao chết mẹ rồi. Tao kiếm được 7 gói rồi Đức. Đù mẹ nó. Đấy, mày rẽ vào cái cửa bên bên trái. Đấy, rẽ vào cửa đấy. Cái bên trái cơ mà, đằng sau. Đấy, đằng sau. Mày nhìn thấy cửa không? Đấy, mình như là thẳng cái cửa ấy. Tao không biết là... Tiếng lót, tiếng lót, tiếng lót. Chạy, 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 chạy. Chạy, 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 chạy. Bắt chết mẹ. Con này chỉ có chạy thôi, con này mày không trốn được vào thùng. Mẹ to rồi. Con này đéo trốn được vào thùng à. Khổ. Nó chết bố rồi đâu. Ô tao return to lobby rồi, đéo được chơi rồi Đức.
Đi mẹ. Tao bị bú rồi, tao bị return to lobby rồi. Ôi lô. Thật là moi.